Bắt đầu học tiếng Anh sớm trong hè này, vậy thì 2K6 nên học gì đây? Hai phần chính các bạn cần phải học đó là từ vựng, ngữ pháp. Nếu học từ vựng và ngữ pháp ở đâu? Nguồn uy tín nhất vẫn là sách giáo khoa lớp 12. Trong mỗi bài đọc, bài nghe hay là bài tập ở trong các unit, người sẽ học được rất là nhiều từ vựng khác nhau. Mọi người có thể lên mạng search từ vựng ngữ pháp unit 1 sách giáo khoa lớp 12. Đã tổng hợp sẵn cho mọi người rồi cho nên rất là tiện luôn. Nguồn thứ hai, ngoài sách giáo khoa lớp 12 thì mình cực kỳ recommend cho mọi người cuốn này. Đây là hai lý do mà mình đã mua cuốn sách này. Thứ nhất, cuốn sách này có đầy đủ hai phần từ vựng và ngữ pháp. Ngữ pháp thì được chia thành các chủ điểm rất là rõ ràng: mệnh đề quan hệ, câu bị động. Từ vựng thì có đủ collocation, idioms theo chủ đề, được dịch nghĩa và có ví dụ rất là rõ ràng. Ở thời điểm hè này thì có nhiều bạn sẽ suy nghĩ là giờ mình chưa đủ kiến thức, không nên luyện đề. Tuy nhiên cá nhân mình nghĩ luyện đề sớm sẽ giúp cho bạn vững kiến thức hơn á. Ngoài ra có một điểm mình rất thích đó là giải thích đáp án siêu kỹ, có giải thích tiếng Việt cụ thể rõ ràng. Ngoài ra còn có phần mở rộng nữa. Nên mình thấy bạn nào đang còn yếu hay là muốn tự học mình thì học cuốn này cũng rất ok nha.